sanh quê hương ra thì phải nói là cái những ngày đó thì cho tới già tới chết mình cũng không thể nào quên được cái khi mà quê hương sanh ra đó. Nhưng mà về cái mặc cảm với cái buồn tuổi của cái xã hội, hình như là người ta không có giảm được cái chuyện đó. Như là nay là nói tới thì mình cảm thấy mình tội thiệt. Mình cứ nghĩ là con chắc mọi người đã biết hết rồi, thì 10 năm, 20 năm thì nó cũng sẽ khôi qua thôi. Nhưng mà không phải là vậy. Người khuyết tật này, nói chung là ở Việt Nam, người ta nhìn xã hội, nhìn con mình hình như là một cái gì đó không có thiện cảm lắm. Khó dữ lắm, cô bác ơi, khó nuôi cháu này khó lắm, nó đâu có gì xin được ơn. Côn thì mình cũng đứt nó, học hành thì gì thì mình nó tới giờ đi là mình phải sửa sạn cho nó. Nó khó khăn kêu bằng, tới lớn này cũng vẫn khó khăn. Bà ngoại không biết sao bây giờ rồi, bà ngoại nói vui, bà ngoại già rồi, con ơi gắng học đi. Ngoại già tới ngoại theo ông, theo bà, không biết con sống nhờ ai, ngoại cũng chưa có biết. Thấy nó khổ quá. Dài hay không? Dài rồi mà.